Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tây. Phần 30, lễ thứ 29-30. Nhất tâm quán lễ, vô lượng thọ Như Lai hội thượng, xá lợi Phất đẳng chư đại tôn giả, cập hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung, chư đại Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật, xưng ba lần một lạy. Tiếp đó nữa chính là vô lượng thọ Như Lai hội thượng, xá lợi Phất những đại tôn giả này vân vân, còn có hiền hộ những Bồ Tát tại gia này, thập lục chánh sĩ, tất cả những vị này đều là tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức đấy, cho nên đều là đức tuân phổ hiền đấy, cụ túc vô lượng hạnh nguyện. Bởi vì đức tuân phổ hiền mà, phổ hiền chính là vô lượng hạnh nguyện, hành vô lượng, nguyện vô lượng, an trụ ư nhất thiết công đức pháp chi trung đấy. Chư đại Bồ Tát đây đều xưng là Bồ Tát, cho nên xá lợi Phất họ vốn là Phật Bồ Tát thị hiện, vậy có thể xưng là chư đại Bồ Tát. Đây là một lý do. Thêm một lý do, những A-la-hán này đều hồi tiểu hướng đại rồi, vì vậy xưng là đại A-la-hán. A-la-hán đã hồi tiểu hướng đại, cho nên đại A-la-hán, thế đã không phải là tâm tiểu thừa. Tâm tiểu thừa đã chuyển hướng về đại thừa. Những Bồ Tát này tu đại thừa mà, đều xưng là Bồ Tát. Thêm một điều, điều thứ ba nữa, Điểm Công nhìn thấy cư sĩ phía trước, cười nói: còn có rất nhiều vấn đề để lại cho chư vị, vấn đề của họ vẫn chưa xong đấy. Lễ thứ 30, nhất tâm quán lễ, tùng thượng Dĩ Lai, liên tông chư tổ, kế hoàng tông diện giáo, quy hướng tịnh độ, chư đại thiền tri thức, dĩ cập bản thân quy y, thọ trì truyền pháp, quán đảnh, chư vị đại sư. Nam mô A Di Đà Phật, xin ba lần một lạy. Tùng thượng Dĩ Lai, liên tông chư tổ, tổ sư của liên tông đấy. Ở đây có một vấn đề, mọi người đều có thể cùng nhau thảo luận nha. Hiện tại tổ sư liên tông của chúng ta đã loại bỏ Đàm Loan và Đạo Xước rồi. Những ghi chép xưa một chút, đó là rất nhiều điều như thế. Tổ sư của chúng ta là Huệ Viễn, Huệ Viễn sau đó Đàm Loan, Đạo Xước, Thiền Đạo, giống Tư Quy Tập, vân vân, những trước tác đã xóa bỏ Đàm Loan và Đạo Xước. Một kiên nhân ở chỗ này chính là tác phẩm của họ lưu truyền đến hải ngoại. Trung Quốc chúng ta không có, do đó Tịnh Độ Tông có 10 loại sách trong nước đã bị thất lạc đấy, trở thành bản vật. Bộ nhân đứng bên cạnh một chữ thất, trong nước không còn nữa, ngày nay lại đều trở về rồi. Do đó chúng ta ngày nay là một nhân duyên rất tốt đấy, mọi người phải biết. Đó là lý do điều này được cho rằng pháp sẽ hưng. Ở đây cũng là một việc rất tốt, để chúng ta cảm thấy vui mừng. Những sách này đã trở về, ngày trước giống Liên Trì, Ngẫu Ích không có thấy qua, như bây giờ chúng ta có thể thấy nha. Đây là một việc rất thù thắng nha. Kinh Vô Lượng Thọ hơn 1000 năm không có được thiện bổn đấy. Lúc này thiện bổn là sau khi Nhật Bản đầu hàng mới xuất hiện, không có bao nhiêu năm đâu. Tôi làm sinh nhật cho mẹ tôi, tôi in kinh vì mẹ. Lúc này sau cùng mới đóng lại sách đã hiệu đính A. Sau cùng 4 câu của sách đã hiệu đính, thêm vào không còn chỗ thêm. Thêm vào trong bản hiệu đính này, đành phải xem như là sai sót của in ấn. Đây là thêm vào mặt sau, vì vậy sách đã hiệu đính
là lúc Nhật Bản đã đầu hàng rồi. Tôi trở về từ Trùng Khánh, việc này không có bao nhiêu năm đâu, chúng ta đã gặp được rồi. Sách này lại là chưa từng có trước đây. Hồng Bạch Giáo trước đây chưa từng có đến Đại Lục Qua Nha, càng không cần nói Hồng Kông Chi Nha, Đài Loan A, nước Mỹ. Quá khứ đã là Hoàng Giáo, Triều Nguyên đến là Tác Giả Phái, đều là khá mới đấy. Hồng Giáo này thuộc thời cổ, giáo của Liên Hoa Xanh Thượng Sư. Pháp này của Bạch Giáo mãi không có trên đất Hán, chỉ là ở Tây Tạng nha. Ở Tây Tạng trước kia giao thông không thuận tiện, sinh hoạt không tiện, đủ kiểu chướng ngại, cho nên không có truyền giáo pháp này đến bên đây của chúng ta đấy. Đây là Tổ sư Nặc Na khởi đầu. Tổ sư Nặc Na và Đạt Lai đời thứ 13 kiến giải không giống nhau nha. Đạt Lai là phụ thuộc vào nước Anh. Nước Anh xâm lược Tây Tạng, lúc đó vẫn là nước Nga Sa Hoàng đấy. Nước Nga Sa Hoàng xâm lược Mông Cổ, Mông Cổ vẫn là không còn rồi. Nước Anh xâm lược Tây Tạng, họ chiếm được rất nhiều lợi ích, vẫn chưa có lấy mất nước. Nhưng Đạt Lai vẫn là thân với Anh nha. Tổ sư Nặc Na chủ trương thân Trung Hoa, việc này đã trở thành đối lập. Thế là Tổ sư Đạt Lai đã bắt lấy ngài, bôi mực lên trên mặt, diệu hành tống vào trong ngục tối, mà còn là cắt cử người trông giữ, mấy lần dùng thuốc cực độc cho ngài uống, về sau báo cáo nói chết rồi. Cho người khám bệnh tử thi nói là chết rồi, Tổ sư Nặc Na tự nói dùng tay đào bới cái hang, từ cửa hang đó thật xa bên kia trở ra. Bản thân Tổ sư Nặc Na nói như vậy, có người thì nói là e rằng Tổ sư Nặc Na không chịu kể, có lẽ là thần thông. Tôi không bình luận, thế nào cũng được, nói chung đã ra rồi. Sau khi trở ra, quần áo đều giống như bướm bướm, từng mảnh đã bay hết, tóc dài đến gót chân. Chư vị xem, những ngày này khó sống biết mấy nha. Uống thuốc độc sở dĩ không chết là bởi vì tu lục độ mẫu đấy, chính là ngày nay cúng hội lục độ mẫu đấy. Hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Từ Đại Bi cứu độ, vậy mới đến được Trung Quốc đấy. Đây xác thực một nhánh Long Thọ năm xưa của Mật Giáo. Tổ sư Liên Hoa Xanh từ chỗ A Nan có được một nhánh hội tập Hồng Giáo, Bạch Giáo hội tụ đến Tinh Xá Liên Hoa. Tóm lại, những giáo này đến rồi cũng là một nhân duyên thù thắng nha. Hết thảy đây hiện tại chính là nói nhân duyên mà người đời trước đã không gặp được, nhưng không bằng người đời trước nhé. Hiện tại rất nhiều người thì không tinh tấn như thế bằng người đời trước đấy. Chỉ cần mọi người chịu tinh tấn, chịu gì, phát huy những ưu điểm này ra, sẽ có một thời phục hưng. Ngày đây khởi lên đỉnh cao, đã khởi lên đỉnh cao, nhất định còn cao hơn cả trước và sau. Ví dụ nói, chư vị bây giờ chỗ này là bằng, chỗ đó xuất hiện vòng cung, vòng cung này là đỉnh cao. Cung thì so với vị lai cũng cao hơn, so với quá khứ cũng cao mà. Đương nhiên trước đó cũng có nơi còn muốn cao hơn. Từ chỗ như vậy đi xuống, không phải toàn bộ là mặt phẳng, chính là căn cứ theo truyền thuyết của Tây Tạng, tương lai không xa của chúng ta, Phật giáo sẽ chiếu sáng lắm. Xuất hiện một đỉnh cao của Phục Hưng, đỉnh có lẽ rất cao, vì thế cũng còn lên lên xuống xuống. Mọi người chúng ta lợi dụng lúc này là một giai đoạn lên cao, đây chính là nhân duyên đặc thù. Mọi người phát tâm thật tốt nha. 300 năm sau lại lên một đỉnh nữa, Phật Pháp lại thịnh. Tóm lại, sau khi thời gian khó khăn nhất đã đến, lúc này có một xoay chuyển tốt, nhưng cái đỉnh đó không bằng hiện tại. Sau khi thời gian đó qua đi, về sau sẽ không còn có đỉnh thêm nữa. Nhất định một ngày không bằng một ngày, mãi đến sau cùng. Sau cùng có người chỉ sống 10 tuổi, gặp mặt thì muốn giết. Sau khi đến cuối cùng thời kỳ này, dựa vào kinh Vô Lượng Thọ 100 năm này, trọn cả pháp vận này nhất định như vậy.
Do đó tính quan trọng của kinh Vô Lượng Thọ thì mọi người tỏ tường rồi. Tình tu tiệp yếu kinh này cũng phụ trợ lẫn nhau với kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên tình tu tiệp yếu này muốn thường xuyên được tồn tại, mọi người cứ tu, phục hưng hay không phục hưng đều không quan tâm nữa. Dẫu sao đây là truyền thuyết đến từ Ấn Độ, đây là truyền thuyết từ Tây Tạng đến, chúng ta tạm thời để một bên. Tóm lại, pháp đã đến thời mạt rồi. Suốt từ bây giờ đến sau cùng, pháp đều diệt hết, vẫn còn 100 năm là dựa vào bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Việc này là chắc chắn. Vì thế chúng ta đang ở đây làm việc là cương dụng tài đao nhẫn thượng, nắm chặt khâu quan trọng, phải không? Chính là như thế. Ban nãy thì là nói chư tổ của Tịnh Tông, chúng ta tương lai vẫn là phải khôi phục Đàm Loan, Đạo Xước vào. Đàm Loan là nhị tổ, Đạo Xước là tam tổ, Thiền Đạo là tứ tổ. Việc này nhất định tương lai lúc muốn in những sách này lần nữa, chúng ta làm việc này. Sách cũ một chút, giống trong Phật giáo Tam Tự Kinh của Dương Nhân Sơn cũng đều có Đàm Loan, Đạo Xước. Những sách này không còn nữa, do đó sách của các ngài, Vãng Sanh Luận Chú của Đàm Loan, có học viên của tôi ở chùa Pháp Nguyên họ nhìn thấy rồi. Họ nói tôi cảm thấy Luận Chú còn hay hơn Luận. Vãng Sanh Luận là tác phẩm của Bồ Tát Thiên Thân, Bồ Tát Thiên Thân là tam kinh nhất luận đấy. Ba bộ kinh, một bộ luận của Tịnh Độ Tông. Đàm Loan đã viết Luận Chú, Đạo Xước có Du Tâm An Lạc Tập. Nói về pháp môn niệm Phật, bên trong có rất nhiều pháp hội đều là nói trì danh niệm Phật. Họ cho rằng các ngài là quán tưởng, các ngài thật ra Đàm Loan là tu quán. Đàm Loan vốn là học đạo giáo, tu trường sanh. Về sau có người nói các ngài ở đây có pháp trường sanh gì đâu. Pháp trường sanh ở trong Phật giáo chúng ta. Đưa quán kinh cho ngài, ngài vừa xem thì ngài đã thiêu hết sách đạo giáo. Những sách thiêu hết so với những khí công đó, so với những khí công đó của ngày nay còn cao hơn nhiều. Không cần nữa, bạn tu quán nha. Nhưng ngài khen ngợi trì danh niệm Phật nha. Các ngài ở trong Luận Chú này, Đạo Xước cũng là như thế. Những trước tác này tương lai cũng nên in. Dường như có Pháp Sư Tịnh Không cũng đang in, là Luận Chú hay là gì đó. Hai quyển sách này đều nên in nha. Giống như Thông Tán Sớ cũng vậy, cũng đều là mất rồi, nhưng lại trở về rồi. Vì thế chúng ta nhắc đến chỗ này, Liên Tông Chư Tổ, chúng ta có lẽ nên cần kỷ niệm Đàm Loan, Đạo Xước. Hiện tại, ngay cả nói ở trong đây, Thiện Đạo đương nhiên rồi, đây là cộng đồng thừa nhận rồi. Đó phải là Đại Đức Tài Ba, Chư Tổ, Liên Trì, Ngẫu Ích, thẳng đến Tổ Sư Triệt Ngộ đấy. Còn có Hoàng Tông Diễn Giáo, là Hoàng Dương Thiền Tông, là Giảng Giáo. Giảng Giáo chính là không chỉ là Tịnh Độ, giảng Duy Thức A, giảng Pháp Hoa Nha, giảng nào là cái gì, đây đều là Hoàng Giáo. Hoàng Tông Diễn Giáo, nhưng những đại thiện tri thức này họ quy hướng Tịnh Độ. Còn có các vị thầy giáo mà bản thân quy y, truyền quy y cho chư vị, truyền thọ giới cho chư vị, truyền pháp cho chư vị, mật pháp truyền pháp, quán đảnh cho chư vị, đạo sư. Luôn nghĩ đến những thầy giáo này. Cho nên ở chỗ này chính là đối với những tổ sư của Tịnh Độ Tông mà những người quá khứ từng khen ngợi Tịnh Độ, từng quy hướng Tịnh Độ, Thiền Tông đấy, giáo hạ đấy, các phương diện. Cùng bản thân ta, các vị thầy giáo truyền quy y cho ta, truyền giới cho ta, truyền pháp cho ta, quán đảnh cho ta. Đây là một lạy, một lạy trong 32 lạy. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn đặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ, ta niệm Di Đà Phật niệm ta, tiếng chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiếm phù khổ thú thật bi ai, thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai. Nam mô A Di Đà Phật.